Thầy rời mộ. Tác giả: Tô Hoàn. Diễn đọc: Thủy Uyên. Chương 41: Rời mộ phần quyết. Lão Lưu liên tục thở phào, sau đó đứng dậy, sờ đầu tôi rồi hiền từ nói: "Đúng là cháu trai của Sơn Hà." Bác Tùng vẫn luôn giữ im lặng, đến tận lúc tôi đưa ra lựa chọn, ông ta mới khẽ hỏi Lão Lưu: "Vậy sau này Trần An sẽ ở cửa hàng quan tài của ông à?" "Không." Lão Lưu nhìn sang tôi: "Tôi vẫn luôn chờ Trần An, nếu cậu ấy đồng ý gia nhập môn phái rời mộ, thì ngày mai tôi sẽ dẫn Trần An đi thủ đô. Trụ sở chính của môn phái ở đó, tất cả phải làm theo quy định của môn phái." "Vậy còn tôi thì sao?" Bác Tùng nghiến răng: "Đại tiểu thư đã dặn tôi phải bảo vệ Trần An thật tốt. Nếu cậu ta đi thủ đô thì tôi biết phải ăn nói thế nào." Lão Lưu cười gian: "Nếu ông không chê thì có thể cùng đi. Ông già này vô cùng hoan nghênh." Bác Tùng phì một cái: "Cái lão già hom hem ông xấu tính lắm. Chẳng phải muốn tôi bảo vệ miễn phí cho Trần An sao? Hoan nghênh gì chứ?" Lão Lưu cười phá lên, rồi dặn tôi sáng ngày mai đến đây. Nếu có chuyện gì chưa làm xong thì ông ta có thể đợi tôi thêm 2 ngày. Sau khi rời khỏi cửa hàng quan tài thì trời đã hoàn toàn tối đen. Bác Tùng hỏi tôi thật sự quyết định đi thủ đô à? Tôi gật đầu bất đắc dĩ. Tôi giống như ông tôi trước đây, căn bản không còn lựa chọn nào khác. Bác Tùng đau đầu: "Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu tôi đi thủ đô thì lại không yên tâm về đại tiểu thư. Hơn 1 tháng nữa chính là ngày trùng cửu mùng 9 tháng 9. Lôi kiếp của đại tiểu thư sẽ đến vào lúc đó. Nhưng nếu tôi ở lại, tôi cũng không yên tâm về cậu. Đại tiểu thư đã dặn nhất định phải bảo vệ cậu thật tốt. Nếu cậu xảy ra chuyện gì thì cái mạng già của tôi cũng đi tong luôn." Tôi thấy bác Tùng khó xử, bèn dứt khoát nói: "Bác ở lại chăm sóc tiểu U đi, cháu đã lớn như thế này rồi thì có thể gặp nguy hiểm gì chứ. Hơn nữa, bác cũng nghe thấy Lão Lưu nói rồi đấy. Tà thuật sĩ muốn khôi phục phải mất 10 năm. Mà đến môn phái rời mộ, vẫn còn có Lão Lưu chăm sóc cho cháu mà." Bác Tùng khinh thường: "Cậu đó, vẫn còn trẻ tuổi lắm, còn chưa trải qua nhiều chuyện nên nghĩ mọi việc sẽ thuận buồm xuôi gió hả? Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng việc cậu gia nhập môn phái rời mộ thôi. Chưa biết chừng, thời gian tới sẽ rất chật vật đấy." Tôi nghe bác Tùng nói có ý khác thì không nhịn được mà trả lời: "Cháu có thể gặp chuyện gì chứ? Chẳng phải chỉ đi học nghề thôi sao? Cứ từ từ học là được. Chẳng nhẽ Lão Lưu lại làm hại cháu?" "Lão Lưu không làm hại cậu, nhưng không có nghĩa những người khác cũng thế. Cậu thử nghĩ mà xem đi. Ông của cậu năm đó đột ngột rời khỏi môn phái rời mộ. Mà tình cảnh của môn phái lúc đó khó khăn thế nào thì cậu cũng nghe Lão Lưu nói rồi đấy. Vậy mà môn chủ của môn phái rời mộ vẫn để trống vị trí đại trưởng lão. Cậu có biết những môn phái như thế này thì chức trưởng lão tượng trưng cho cái gì không? Dưới 1 người mà trên 1 vạn người đấy. Cậu là cháu của đại trưởng lão, chuyện này chắc chắn không thể giấu giếm được. Đến lúc đó sẽ rất nhiều người muốn gây khó khăn cho cậu đó." Bác Tùng cười lạnh lùng: "Còn nữa, bất kỳ môn phái nào cũng có cạnh tranh không lành mạnh, giống như hồ tộc của chúng tôi vậy. Đầu óc của cậu cũng thông minh nhưng lại quá tốt bụng. Tôi chỉ lo cậu đến môn phái rồi sẽ bị người khác gặm đến xương cốt cũng chẳng còn. Đến lúc đó tôi biết phải ăn nói với đại tiểu thư như thế nào." Bác Tùng than thở cứ như sinh ly tử biệt vậy. Tôi lặng lặng nghe bác Tùng nói. Mặc dù tôi không quá tin môn phái rời mộ lại đen tối như bác Tùng đã nói, nhưng tôi biết ông ta đang quan tâm tôi. Sau khi về khách sạn, tôi mở cái bọc mà ông tôi để lại. Bên trong có một bức thư, một quyển sách và một chiếc thẻ ngân hàng. Đây là một quyển sách rất cũ nát, rách tung tóe. May mà nội dung bên trong vẫn còn nguyên vẹn, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Tên quyển sách này là Rời mộ phần quyết.
tôi nhìn qua thì thấy nội dung của nó là dạy cách rời mộ, còn có một số ghi chú do ông tôi viết. Chiếc thẻ ngân hàng là của ngân hàng Chiêu Thương. Phía trên nó không thấy ghi chú mật mã gì cả. Tôi cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền. Thứ cuối cùng tôi mở là lá thư này. Trần An, ông đi đây. Khi con nhận được cái bọc này thì cũng đến lúc khai giảng rồi. Con có thể đọc bức thư chứng tỏ tà thuật sĩ vẫn chưa được giải quyết triệt để. Ông có lỗi với con. Con thích đi học, lại thông minh như thế, vậy mà ông lại để cho con một con đường không được phép lựa chọn. Rời mộ cũng không phải một nghề tốt. Nếu như có thể thì ông hy vọng cả đời con không cần bước chân vào nghề này. Nhưng không còn cách nào cả. Ông đã dùng tất cả các biện pháp mà vẫn không thể đổi được sự bình an cho con. Nhà họ Trần cũng không có người ngoài nào để dựa vào. Vậy chỉ có thể trông cậy vào chính con. Lưu Chính Trung là đồ đệ chưa ký danh của ông. Con có thể tin tưởng ông ta. Nhưng đến môn phái rời mộ thì nhất định phải cẩn thận. Lòng người khó dò, nghề nào cũng có nguy hiểm riêng của nó. Dù có Lưu Chính Trung che chở, nhưng con vẫn phải cẩn thận đề phòng, khắp nơi cảnh giác. Con phải cố gắng tìm hiểu quyển rời mộ phần quyết mà ông để lại. Có chỗ nào không hiểu, hãy hỏi Lưu Chính Trung. Còn những ghi chú trong sách, đó cũng là những giải thích chi tiết mà ông dành cho con. Mật khẩu của thẻ ngân hàng là ngày tháng năm sinh của con. Chiếc thẻ này là Lưu Chính Trung đưa cho ông. Ông ta nói, sau khi ông rời đi, sư phụ cũng không hủy bỏ chức đại trưởng lão, mà luôn giữ lại phần tiền lương đại trưởng lão cho ông. Với tính cách của ông thì đáng lẽ ông sẽ không nhận nó. Ông thẹn với sư phụ, thẹn với môn phái rời mộ. Ông làm sao có thể nhận tiền của môn phái được? Nhưng ông lại không yên tâm về con. Cha con luôn sống thật thà, cả đời cắm mặt trên đất, nhưng có để lại được gì cho con đâu. Ông mà không lo cho con thì dù xuống âm tào địa phủ vẫn không an lòng. Chuyện của cố U Hoàng, ông cũng không biết bắt đầu nói từ đâu, lại càng không biết vì bảo vệ tính mạng của con mà đồng ý hôn ước đó là sai hay đúng. Nhưng ông hiểu một điều, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Là yêu hay người có gì khác nhau đâu. Người có tốt có xấu, yêu cũng là như thế. Con chỉ cần biết có những lúc, lòng người còn đáng sợ hơn kẻ yêu. Ngoài ra, nếu con rảnh rỗi, hãy thay ông đi thăm bác gái cả và bác gái ba của con. Ông có lỗi với họ, còn mấy người chị họ của con nữa. Nếu như con có thể, thì hãy quan tâm một chút. Là do ông đã tạo nghiệt nên làm khổ bọn họ. Kiếp sau có làm trâu làm ngựa, ông cũng sẽ trả lại cho mọi người. Sau khi ông chết, con hãy bịt chặt cái giếng lại để tránh sát khí làm hại người trong thôn Lão Loan. Đừng đau khổ, càng đừng khóc, nhất định phải sống cho thật tốt. Sau khi đọc xong bức thư ông tôi để lại, tâm trạng của tôi trở nên cực kỳ bình tĩnh. Tôi không có bất cứ lý do nào để trách ông. Ông đã vì tôi mà còn không được mồ yên mả đẹp. Thậm chí đến cả linh hồn cũng bị tứ sát dẫn long trận dung hợp mất. Còn có kết cục nào thê thảm hơn nữa sao? Tôi nằm ở trên giường và suy nghĩ rất nhiều, nhất là những điều mà ông tôi đã dặn. Bác Tùng nói môn phái rời mộ không đơn giản như tôi đã nghĩ. Ông tôi cũng khuyên tôi trong thư là nhất định phải chú ý. Điều này khiến sự mong đợi của tôi trong nháy mắt đã biến thành phản cảm. Còn cố U Hoàng nữa, tôi không hiểu ý ông cho lắm. Một mặt, ông có vẻ hối hận vì năm đó đã đáp ứng vụ hôn nhân này. Mặt khác, ông tôi lại khuyên tất cả hãy nghe theo trái tim. Nếu như trong lòng chấp nhận sự thật, cố U Hoàng là hồ ly, vậy thì chẳng cần quan tâm đến cái nhìn của bên ngoài làm gì nữa. Tôi lăn lộn trên giường mãi mà không ngủ được.
đúng lúc này lại hơi đói, nên tôi định xuống dưới ăn khuya. Tôi hỏi bác Tùng có muốn đi cùng không? Ông ta trả lời là buổi tối ăn nhiều nên bây giờ cần tiêu hóa đã, bảo tôi tự đi một mình. Lúc nào về cầm cho ông ta chai nước là được. Bác Tùng nói là ông ta không quen uống nước sôi của khách sạn. Tôi tìm một quán mì rồi ăn hết một bát to. Lúc trả tiền lại tiện tay sờ đến chiếc thẻ ngân hàng mà ông tôi để lại. Tôi nghĩ, hay là thử đi quét xem trong đó có bao nhiêu tiền. Tiện thể cất 50.000 mà cha tôi để lại vào đó luôn. Tôi tìm tạm một cây ATM. Sau khi nhập mật mã, số dư trong thẻ hiện lên khiến tôi giật mình kêu to một tiếng. Cả một chuỗi số 0 khiến tôi choáng váng. Tôi đếm thật kỹ. Cuối cùng xác nhận bên trong có khoảng 40 triệu tệ. Đúng thế, vì xác định mình không đếm nhầm nên tôi phải đếm ít nhất hơn mười mấy lần. Hơn 40 triệu? Đây là khái niệm gì chứ? Dồn toàn bộ số tiền của mọi người trong thôn Lão Loan cũng không nhiều như vậy. Đại trưởng lão của môn phái rời mộ có tiền lương cao như thế sao? Sau khi rút thẻ ra khỏi cây ATM, toàn thân tôi run lên, toát cả mồ hôi. Tôi vừa hưng phấn lại vừa sợ hãi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy không yên tâm, bèn lấy điện thoại ra gọi cho Lão Lưu. Ông ấy vừa nghe thấy tôi nhắc đến thẻ ngân hàng thì đã vui vẻ hỏi, nửa đêm cậu không ngủ được là vì chuyện này à? Lão Lưu nói cho tôi biết, môn phái rời mộ đã không còn là môn phái mà đệ tử còn không có cơm để ăn như năm đó nữa. Xã hội bây giờ phát triển cực nhanh, đất hoang được chuyển thành đất ruộng, những khu đất bị chiếm dụng bởi các ngôi mộ cũng dần được trưng thu, cho nên việc làm ăn của môn phái rời mộ càng ngày càng tốt. Hơn nữa, những kẻ có tiền trong xã hội cũng càng lúc càng nhiều. Mỗi một lần rời mộ cũng phải hơn 10.000. Nếu gặp được những khách hàng lớn có yêu cầu nghiêm khắc đối với phong thủy của mộ, thì mỗi một lần rời mộ cũng ít nhất là mấy trăm nghìn hoặc thậm chí đến tiền triệu. Lão Lưu còn nói, ông tôi chỉ để lại một nửa số tiền trong thẻ, nếu không còn nhiều hơn. Tôi nghẹn họng nhìn chân chối. Hơn 40 triệu mà chỉ là một nửa. Vậy nếu toàn bộ chắc gần 100 triệu mất. Cho đến bây giờ tôi vẫn không nghĩ sẽ có một ngày mình có nhiều tiền như vậy. Mà số tiền này là do rời mộ mà có. Cuối cùng Lão Lưu nói tôi cứ yên tâm mà tiêu. Mặc dù ông tôi đã chết, nhưng vị trí đại trưởng lão của ông vẫn được giữ lại. Hàng tháng đều có tiền lương chức vụ. Hơn nữa, cuối năm còn được chia hoa hồng. Đây là ý của môn chủ, nên người ở dưới không dám có ý kiến gì. Sau khi rời khỏi ngân hàng, tôi đi đến siêu thị mua một ít đồ ăn vặt và vài chai nước cho bác Tùng. Đủ các thứ như coca, trà vương lão. Bây giờ tôi có tiền rồi, đâu thể bạc đãi bác Tùng được. Mặc dù tôi hơi có một chút tâm lý của nhà giàu mới nổi, nhưng không phải tôi cố ý lãng phí. Nói thật lòng, từ bé đến giờ, bác Tùng luôn âm thầm bảo vệ tôi. Vì chuyện của gia đình tôi mà mất công mất sức. Mặc dù ông ta làm theo lời dặn của cố U Hoàng, nhưng tôi có thể cảm giác được ông ta thật sự quan tâm đến mình. Khi đi ngang qua một cửa hàng bán trang sức, tôi thấy một chiếc khuyên tai cực kỳ xinh đẹp trên bảng quảng cáo. Nó được làm từ bạch kim và có hình dáng như một con phượng hoàng. Không biết vì sao mà tôi vừa nhìn thấy nó thì đã có cảm giác nó rất hợp với cố U Hoàng. Nếu cô ấy có thể đeo nó thì nhất định sẽ càng xinh đẹp hơn. Không đúng, cố U Hoàng vốn đã đẹp sẵn rồi, chiếc khuyên tai này chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Không biết là muốn cảm ơn cố U Hoàng hay do tôi thật sự nhớ cô ấy, tôi không tự chủ được mà đi vào cửa hàng trang sức này. Nhân viên của cửa hàng lịch sự hỏi tôi cần gì và mua cho ai. Mặt tôi lập tức đỏ lên, nói là mua cho một cô gái. Mấy nhân viên cửa hàng che miệng cười thầm, họ hỏi tôi thích cái nào. Tôi chỉ vào chiếc khuyên tai trên biển quảng cáo và trả lời chính là nó. Có một nhân viên cửa hàng chắc thấy tôi còn quá trẻ, đồ mặc trên người cũng không phải quá đắt giá nên nói nhỏ với tôi. Anh bạn nhỏ,
chiếc khuyên tai đó là kiểu mới, khảm kim cương, rất đắt. À, khoảng bao nhiêu tiền vậy ạ? Tôi nghĩ đến số dư trong tài khoản thì cảm thấy hơi phấn khích. 111.000. Nếu cậu thật sự muốn mua thì tôi có thể giảm giúp 10%. Nhân viên có lòng tốt nhắc nhở đó nói thật cho tôi biết. Tôi cắn răng. 110.000. Nếu là trước đây thì tôi còn chẳng dám nghĩ. Cha tôi cũng không kiếm được nhiều như vậy trong một năm. Nhưng so với số tiền hơn 40 triệu trong thẻ thì 110.000 còn chưa đến số lẻ. Tôi lại nghĩ đến những gì lão Lưu vừa nói. Sau này hàng tháng tôi sẽ nhận được phần tiền lương của ông tôi, nên tôi cảm thấy mình có thể xa xỉ một chút. Vậy thì gói nó lại cho tôi đi. Tôi gật đầu bảo. Mấy nhân viên cửa hàng ngơ ngác nhìn tôi. Có vẻ như họ cảm thấy tôi đang nói đùa. Người dựa vào ăn mặc, ngựa dựa vào yên. Trông tôi có vẻ quá bình thường. Một lúc sau, nhân viên cửa hàng đang nói chuyện với tôi mới nở một nụ cười chuyên nghiệp và hỏi. Được rồi. Xin hỏi cậu quét thẻ hay dùng tiền mặt? Tôi móc thẻ ngân hàng ra rồi hỏi. Có thể quét thẻ không? Đương nhiên là được. Nữ nhân viên vừa cười vừa trả lời. Sau khi quẹt thẻ, nhân viên cửa hàng đưa chiếc khuyên tai đã được đóng gói kỹ cho tôi. Ngoài ra còn tặng thêm một chiếc vòng ngọc. Họ nói đây là chương trình khuyến mại của cửa hàng. Chiếc vòng này cũng phải vài nghìn tệ. Nhận đồ xong, tôi cầm theo đồ ăn vặt quay về khách sạn. Bác Tùng hỏi tôi tại sao ăn một bữa mà lâu như vậy. Tôi trả lời là đi mua khuyên tai cho cố U Hoàng. Bác Tùng tủm tỉm cười. Tiểu Trần An à, không phải tôi đã kích cậu đâu. Nhưng đại tiểu thư không đeo bất kỳ trang sức nào. Tôi hỏi tại sao. Bác Tùng nói là đại tiểu thư cảm thấy đeo những thứ đó rất phiền phức. Đã nhiều năm như vậy rồi nhưng chưa từng thấy cô ấy đeo bao giờ. Bác Tùng khiến tôi hơi nhụt chí, nhưng nghĩ kỹ một chút thì cũng chẳng sao. Tôi tặng cô ấy là chuyện của tôi, cố U Hoàng có thích hay không lại là chuyện của cô ấy. Có lòng là được rồi. Sau khi quay về phòng, tôi đi tắm rửa qua. Đang định ngủ thì điện thoại đột nhiên đổ chuông. Tôi cứ tưởng lão Lưu gọi điện đến. Vì không có nhiều người biết số điện thoại của tôi. Tôi bật máy lên nghe. Hóa ra là bác gái ba gọi đến. Bác hỏi tôi đã sắp khai giảng rồi, lúc nào lên thành phố, có cần bác báo danh tại trường giúp tôi không? Sự quan tâm của bác gái ba khiến tôi ấm lòng đến muốn khóc. Nếu bác ba không chết, thì lúc này chắc tôi cũng không phải ở khách sạn. Bác ba chắc chắn sẽ đón tôi về nhà bác. Tôi không thể nào nói cho bác gái ba nguyên nhân sự thật. Chuyện này đã trôi qua, tôi không thể để họ đã quay trở lại cuộc sống bình thường, rồi lại sụp đổ một lần nữa. Giống như bác Tùng đã nói, có một số việc, hãy cứ để nó thối rữa luôn trong bụng đi. Tôi nói cho bác gái ba biết mình đã lên thành phố. Bác gái ba ngạc nhiên, đồng thời cũng trách tôi không báo gì cả. Bác hỏi có phải do bác ba qua đời nên tôi đã trở nên xa lạ với họ hay không? Tôi liên tục nói xin lỗi, khiến bác gái ba thoải mái cười to. Bác hỏi tôi đang ở khách sạn nào, để sáng mai bác lái xe đón tôi qua nhà. Bác sẽ làm cho tôi mấy món ngon. Tôi không dám nói cho bác gái ba biết mình định nghỉ học. Tôi sợ bác sẽ truy hỏi rõ ngọn nguồn. Tôi lại không biết nói dối, đến lúc đó sẽ để lộ ra sơ hở. Sau khi dập máy, tôi lại gọi cho lão Lưu. Đêm hôm khuya khoắt, lão Lưu sắp phát điên đến nơi. Ông ấy bảo tôi nếu hưng phấn vì số dư trong tài khoản nên không thể ngủ được, thì hãy ra ngoài chạy bộ đi, đừng quấy rối ông già này nữa. Tôi lúng túng. Sau đó tôi bảo với lão Lưu là hai ngày nữa tôi sẽ cùng ông ấy đi đến thủ đô. Lão Lưu hỏi tôi lý do. Tôi trả lời là trước khi đi tôi muốn đến nhà bác ba để thăm bác gái ba. Lão Lưu nói tôi không cần vội, chậm vài ngày cũng được. Sau khi dập máy, đúng là tôi hưng phấn đến không thể ngủ nổi. Không phải là tôi không phóng khoáng, nhưng mọi người thử nghĩ mà xem, tự nhiên có hơn 40 triệu thì làm sao có thể ngủ được.
Tôi nằm trên giường đếm cừu rồi không biết mình ngủ lúc nào. Buổi sáng, tôi bị bác Tùng đánh thức. Ông ta nói mình sắp chết đói và bảo tôi ra ngoài mua bữa sáng. Tôi bảo bác Tùng là hai ngày tới tôi sẽ không đi thủ đô nữa mà đến nhà bác gái ba. Tôi hỏi ông ta có muốn đi cùng không? Bác Tùng nói ông ta sẽ tranh thủ quay về núi phía sau thôn Lão Loan và hỏi ý của cố U Hoàng xem ông ta nên ở lại hay đi tới thủ đô bảo vệ tôi. Trao đổi ổn thỏa với bác Tùng xong thì chúng tôi cùng đi ăn sáng. Lúc sắp đi, tôi đưa khuyên tai và vòng tay cho bác Tùng để ông ta mang về cho cố U Hoàng. Bác Tùng nói tôi nên mua cho ông ta một chiếc điện thoại. Như vậy thì ông ta có quay về cũng dễ dàng liên lạc với tôi. Nhỡ ông ta quyết định không đi thủ đô nữa, rồi lại phải chạy đến nói cho tôi biết. Chạy đi chạy lại giữa hai đầu quá phiền phức. Tôi ngẫm nghĩ và cảm thấy như thế cũng hợp lý. Tôi dẫn bác Tùng đến cửa hàng điện thoại và cho ông ta tự chọn. Tôi nghĩ bác Tùng đã lớn tuổi như vậy rồi thì cần gì điện thoại thông minh. Mua một chiếc điện thoại cũ có chức năng nghe gọi là được rồi. Vậy mà, lão hồ ly này chọn chiếc iPhone đắt nhất. Hơn nữa, còn là màu đỏ chót. Bác Tùng, thế này có nổi bật quá không? Tôi không thể nhìn nổi. Cậu thì biết gì chứ? Đàn ông 41 cành hoa mà. Bác Tùng sờ chiếc điện thoại và thích đến mức không thể rời tay. Chắc tôi chết quá. Ông cũng hơn nghìn tuổi rồi thì liên quan quái gì đến 40 tuổi chứ? Vậy mà còn nói thản nhiên như thế. Trần An, cậu xem có nên mua một cái cho đại tiểu thư không? Nhỡ tôi không ở đó mà đại tiểu thư lại muốn liên lạc với cậu thì sao? Cậu xem cái này... Bác Tùng hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng như vậy. Chắc ông ta thấy tôi phải bỏ ra nhiều tiền thì hơi băn khoăn. Được, nhưng điện thoại phải do cháu chọn. Tôi nói thẳng luôn vì tôi rất nghi ngờ mắt nhìn của bác Tùng. Tôi mà chọn chắc đại tiểu thư cũng không cần. Bác Tùng vui vẻ nói. Chọn đi chọn lại, cuối cùng tôi chọn cho cố U Hoàng một chiếc Oppo màu hồng phấn, là loại chuyên dành cho con gái. Nhìn rất tinh tế nhưng cũng không mất đi sự cá tính. Mua điện thoại xong, tôi tiện tay mua hai chiếc SIM, sau đó bắn luôn 2.000 tệ vào mỗi cái. Cố U Hoàng gần như không ra ngoài bao giờ, đừng hy vọng cô ấy nẹp tiền. Còn về phần bác Tùng, tôi lại càng không mong đợi gì. Lão già này một đồng cũng chẳng có, thì lấy gì mà nạp? Sau khi giải quyết xong, tôi đưa bác Tùng ra xe về thị trấn. Đương nhiên cũng nhét cho ông ta vài trăm đồng tiền lẻ. Nếu không, tôi thật sự sợ lão già này đến thị trấn rồi còn không thể quay về thôn. Bác Tùng vừa đi thì bác gái ba đã gọi điện đến. Bác nói đã tới cửa khách sạn rồi, tôi hãy xuống đi. Tôi bảo bác gái ba chờ một chút, rồi chạy nhanh về khách sạn. Sau khi gặp bác bảo tôi lên cầm hành lý xuống và nói trước khi báo danh hãy ở nhà bác. Tôi không muốn bác gái ba biết chuyện mình tạm thời nghỉ học, đành kiên trì nói dối là mình đang ở chung với bạn. Nếu tôi đi mà để bạn một mình thì không tốt lắm. Bác gái ba khẩn trương hỏi tôi có phải là bạn gái không. Bác bảo tôi còn nhỏ tuổi, không thể làm bậy được. Tôi vừa cam đoan vừa thề thốt, vất vả lắm mới khiến bác gái ba tin mình. Lên được xe thì tôi cũng sắp kiệt sức. Cuối cùng tôi đã hiểu câu nói. Nói một lời nói dối thì sau đó phải bịa thêm vô số lời nói dối khác để bưng bít sự thật. Chương 42. Tiệc sinh nhật. Căn nhà của bác gái ba ở tiểu khu Hoàng Phủ, thuộc khu phòng học điển hình. Trên đường đi, tôi suy nghĩ về việc ông tôi dặn phải chăm sóc mấy người bác gái. Tôi có nên đưa cho bọn họ một ít tiền không? Nếu tôi đi đến thủ đô để gia nhập môn phái rời mộ, thì không biết đến ngày tháng nào mới có thể quay về. Trong lòng đang suy nghĩ, bỗng tôi bật thốt ra câu hỏi. Bác gái ba, bác có tiền không ạ?
chính tôi cũng phải trợn mắt vì câu hỏi của mình. Bác gái ba thật thà nhìn tôi rồi hỏi, Tiểu An, có phải cháu đi học bị thiếu tiền không? Dạ. Tôi há hốc mồm, rõ ràng là tôi hỏi bác có tiền không, sao quay đi quay lại, thành bác hỏi lại tôi thế này. Bác gái ba thấy tôi dạ một tiếng thì tưởng tôi thật sự thiếu tiền. Hai mắt bác lập tức đỏ lên, bác khẽ nói. Cha cháu đi rồi, ông cũng đi. Tinh thần của mẹ cháu lại không tốt. Bà đã lớn tuổi nên không biết cho cháu tiền tiêu. Cháu cũng ngốc thật, chẳng nhẽ còn không biết xin sao? May mà bác biết được đấy, nếu không cháu sẽ sống ở trường thế nào? Bác gái ba nói xong thì bắt đầu lau nước mắt. Sau đó nắm lấy tay tôi và bảo, đợi lát nữa bác đưa cháu cái thẻ. Sau này bác sẽ gửi tiền sinh hoạt cho cháu giống chị họ cháu. Tôi cảm động trước thái độ của bác gái ba, đành để mặc cho bác nắm lấy tay tôi. Nhưng đi được vài bước, tôi thấy không đúng. Tôi đang định cho bác gái ba tiền. Vậy tại sao lại biến thành tôi xin tiền rồi? Tôi dở khóc dở cười, vội vàng xua tay. Trước khi cha cháu mất đã cho cháu một khoản tiền rồi ạ. Cháu chỉ lo bác ba qua đời, nên bác và chị họ không có tiền tiêu. Vì thế, cháu muốn chia một ít cho hai người. Bác gái ba nghe tôi nói như vậy thì lại càng khóc to hơn. Bác ôm chầm lấy tôi rồi xoa đầu tôi. Bác nói tôi đã như vậy rồi mà còn lo cho cuộc sống của bọn họ. Cuối cùng, bác gái ba nói với tôi là không cần phải quan tâm đến hai mẹ con bác ấy. Khi bác ba còn sống cũng kiếm được một số tiền. Chỉ tính nhà ở nội thành cũng có đến ba cái. Hơn nữa, bác gái ba cũng mở cửa hàng quần áo trong thành phố, nên hàng tháng cũng kiếm đủ tiền cho hai mẹ con tiêu. Khi tôi biết bác gái ba không thiếu tiền thì cũng cảm thấy hơi yên tâm. Nếu đã như vậy thì tôi không cần để tiền cho bọn họ, cũng tránh việc họ lại hỏi tiền ở đâu ra. Đến lúc đó tôi lại phải nghĩ ra đủ cách để giải thích. Sau khi đến nhà bác gái ba, chị họ Út đang rửa rau dưới bếp. Chị nhìn thấy tôi thì vui vẻ nói, Trần An, chị đã đi chợ từ sớm, mua thức ăn về nấu cho em ăn đấy. Chị mua tôm càng xanh mà em thích, cùng với cá vền. Tôi cười nói cảm ơn. Bác gái ba bảo tôi ở phòng khách xem tivi, còn bác thì đi làm cơm. Buổi chiều sẽ dẫn tôi đi chơi một vòng. Tôi ngồi xem tivi, ngửi mùi thơm từ phòng bếp, nghe tiếng bác gái ba và chị họ cười cười nói nói. Bầu không khí này khiến mũi tôi hơi ê ẩm. Từ lúc bác cả xảy ra chuyện đến giờ, gia đình tôi đã không còn cảm giác ấm áp nữa. Tiểu An, buổi tối ra ngoài giúp chị một chút nhé. Tranh thủ lúc bác gái ba làm đồ ăn, chị họ bí mật chạy đến nói thầm vào tai tôi. Tôi hỏi đi làm gì? Chị họ nhăn nhó nói, hôm nay là sinh nhật của một người bạn cùng lớp. Bọn chị đã hẹn đến sinh nhật của cậu ta. Em cũng biết tính của mẹ chị đấy. Đêm hôm khuya khoắt, chắc chắn không yên tâm cho chị đi một mình. Chị đã nghĩ cả ngày rồi, may mà em lại đến đây. Chị nghĩ chỉ cần em đi cùng thì mẹ sẽ yên tâm. Được không, Tiểu An? Chị xin em mà. Chị họ năn nỉ. Tối nay tôi cũng rảnh, nên đồng ý ngay. Được thôi, nhưng với điều kiện là không được uống rượu. Chị cũng không dám uống. Nếu không lúc quay về, mẹ sẽ mắng chị chết mất. Chị họ Út cam đoan. Sau khi ăn cơm trưa xong, bác gái ba dẫn tôi và chị họ ra cửa hàng mua sắm. Bác nói tôi sắp khai giảng nên giúp tôi mua vài bộ quần áo. Bác bảo mẹ tôi bây giờ không lo cho tôi được nên bác phải lo. Trên đường đi, cả bác và chị họ đều giúp tôi chọn. Tôi cứ như một người rối, hết thay quần áo lại đến soi gương. Cuối cùng mua 5 chiếc áo khoác, 3 bộ mặc ở trong, còn bít tất, đồ lót, giày thể thao, gần như nhét kín cốp phía sau của bác gái ba. Trần An, tối nay nhất định phải mặc đẹp một chút. Trong đám bạn học của chị có rất nhiều người đẹp đấy. Chị họ Út trêu chọc tôi. Tôi gật đầu bất đắc dĩ, trong lòng lại nhớ đến Cố U Hoàng. Không biết vì sao mà từ khi quen Cố U Hoàng, những cô gái được gọi là xinh đẹp trong mắt tôi lại trở thành rất bình thường. Thậm chí
ảnh những nữ minh tinh trong điện thoại tôi cũng thấy bình thường. Nhớ đến Cố U Hoàng làm tôi lại nghĩ đến bác Tùng. Sáng nay ông ta lên xe, không biết bây giờ đã đi đến đâu rồi. Tôi lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho bác Tùng, dặn ông ta khi đến nơi bình an thì báo cho tôi biết. Khi về đến nhà, cả ba chúng tôi đều mệt đứt hơi. Chúng tôi ăn tạm chỗ thức ăn còn thừa buổi trưa. Chị họ cũng tranh thủ nói với bác gái ba là mình muốn đi dự sinh nhật bạn học. Đúng như dự đoán, bác gái ba gạt phắt đi. Chị họ tôi cũng không tức giận mà chỉ vào tôi rồi nói để Trần An đi cùng chị. Bác gái ba thấy chị họ kéo theo tôi thì yên tâm, đồng thời liên tục dặn dò nhất định phải về sớm. Còn ngồi ngay ra đó làm gì? Mau tắm rửa thay quần áo đi, chị họ vui vẻ nói. Tôi định cứ thế mà đi ra ngoài, nhưng chị họ bảo không được làm chị mất mặt. Thế là chị đổi cho tôi một bộ thể thao mới mua hồi chiều, sau đó còn gội đầu, vuốt keo cho tôi nữa. Chị nói là phải làm kiểu tóc Tây một chút. Sau khi sửa soạn cho tôi xong, chị họ mới đi sang phòng bên cạnh thay quần áo. Khoảng hơn một tiếng sau khi tôi sắp ngủ gật, chị ấy mới đi ra. Chị mặc một bộ váy màu xanh lá sen trông cực kỳ nữ tính. Mà phải nói là chị họ tôi được thừa hưởng gen di truyền quá hoàn hảo. Nếu đặt chị ấy ở trường, thì cũng phải đạt cấp bậc hoa hậu giảng đường. Đi thôi! Chị họ thấy tôi kinh ngạc thì đỏ mặt hô. Tôi ngây ngốc ừ một tiếng, khiến bác gái ba cũng không nhịn được phải bật cười. Bác nói tính tình của tôi giống hệt cha tôi. Sau khi ra ngoài, chúng tôi bắt một chiếc xe. Chị họ nói, tiệc sinh nhật hôm nay tổ chức tại khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất trong thành phố. Người bạn học nam kia là con nhà giàu, nhà cậu ta buôn bán bất động sản. Chị dặn tôi đến đó phải chững chạc một chút, đừng để gây ra trò cười. Tôi hỏi có phải chị thích đối phương không? Chị họ đỏ cả mặt, sau đó véo tay tôi và bảo, đừng nói lung tung, bọn chị chỉ là bạn học bình thường. Vậy tại sao chị lại đỏ mặt? Tôi trêu chọc. Mặt chị tôi càng đỏ hơn, giọng nói cũng trở nên ấp úng. Ai đỏ mặt? Người ta giống em, đều là nam sinh có IQ cao, cũng thi vào cùng một trường trung học với em đấy. Có rất nhiều nữ sinh thích cậu ta. Tôi suy nghĩ xem có nên nói chuyện này cho bác gái ba biết không, vì tính cách của chị họ tôi quá ngây thơ, chỉ sợ bị người khác lừa mà cũng không biết. Nhưng ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị tôi bóp cho tắt ngúm. Tôi cảm thấy mình quá nhạy cảm. Chị họ chỉ đến tham dự tiệc sinh nhật thôi mà. Có lẽ chị thầm mến đối phương, nhưng nam và nữ tuổi này biết yêu cũng là chuyện rất bình thường. Sau khi ngồi xe 20 phút, cuối cùng cũng đến một khách sạn sang trọng. Chị họ sửa sang lại váy và bảo tôi xuống xe. Tôi đi theo chị họ út vào khách sạn. Ngay lập tức, có nhân viên phục vụ tiến đến hỏi thăm. Chị tôi nói với đối phương là mình đến dự tiệc sinh nhật của Từ Cẩm Phong. Đối phương mỉm cười nói cho chúng tôi biết, tiệc được tổ chức ở phòng VIP 188, tầng 5. Đi thang máy lên phòng 188 tầng 5. Từ xa tôi đã nghe thấy tiếng nam sinh, nữ sinh cười đùa vui vẻ. Chị họ thở hắt một cái, rồi nở một nụ cười siêu cấp đáng yêu. Sau đó đẩy cửa bước vào. Chương 43. Cố khinh ngôn. Chào mọi người, tớ đến muộn. Chị tôi phất tay, hô lên. Wow, Trần Hân, hôm nay cậu xinh thế. Đúng vậy, đúng vậy. Cậu mua cái váy này ở đâu? Trông như thiếu nữ ấy. Trong nháy mắt, một đám con gái vây quanh chị họ tôi rồi ríu ra ríu rít nói chuyện. Còn tôi đang ở sau lưng chị ấy thì bỗng biến thành người tàng hình, có vẻ hơi xấu hổ. Trần Hân, người này là... Một nam sinh mặc bộ Adidas ở trong nhóm lịch sự hỏi. Chị tôi vội vàng thoát ra khỏi vòng vây, sau đó đẩy tôi đến trước mặt mọi người và giới thiệu. Đây là em họ của tớ, Trần An. Đi tụ tập muộn như thế này, chắc chắn mẹ tớ không đồng ý.
cho nên tớ chỉ có thể kéo em ấy đi cùng. Mọi người đừng để ý nhé. Hoan nghênh, hoan nghênh. Người nam sinh có gương mặt điển trai kia đi tới, rồi giơ tay ra với tôi. Trần An, xin chào cậu. Tôi tên là Từ Cẩm Phong. Cảm ơn cậu đã đến dự sinh nhật của tôi. Đối phương lịch sự như vậy nên tôi cũng không thể mất lịch sự được. Tôi vội vàng giơ tay ra bắt lại. Xin lỗi vì đã làm phiền. Từ Cẩm Phong cười bảo. Tôi đã nghe nói về cậu, Trần An, người luôn đứng đầu bảng tại trường trung học cơ sở Hoa Thịnh. Sau đó đứng thứ 3 toàn thành phố trong cuộc thi vào trường trung học Giang Hải. Cậu là thần tượng của vô số người đấy. Theo sự giới thiệu của Từ Cẩm Phong, trong phòng liên tục vang lên những tiếng kêu kinh ngạc. Trong số đó có một cô gái tết tóc đuôi ngựa đi tới trước mặt tôi rồi tò mò hỏi. Bình thường cậu học thế nào? Sao có thể thông minh như vậy? Cả đám người lại được một trận cười vang. Chị họ tôi nở mày nở mặt khoe. Em ấy à, chẳng biết học kiểu gì, ở nhà toàn bắt cá mò tôm. Có thể đỗ vào trường trung học Giang Hải, chắc phải có đến 8 phần là may mắn. Trần Hân, không thể nói như vậy được. Có một số người trời sinh đã có trí thông minh cao, giống như bạn Cẩm Phong vậy. Chẳng phải cũng dễ dàng thi vào trung học Giang Hải sao? Có người phản bác. Từ Cẩm Phong liên tục xua tay. Nếu nói là may mắn thì chắc tớ mới là may này. Không thể so sánh với Trần An được. Đối phương khiêm tốn như vậy, tôi làm sao có thể cướp danh tiếng của người ta được? Tôi vội nói. Chị họ tôi đã nói rồi, cậu là học giỏi thật sự, còn tôi chỉ là con mọt sách thôi. Từ Cẩm Phong cười càng tươi hơn, ánh mắt vô tình liếc qua chị họ của tôi một chút. Tôi thấy mặt chị lại đỏ lên. Mọi người ngồi trước đi, đợi đến đủ thì có thể gọi thức ăn lên. Từ Cẩm Phong khách sáo nói. Nói thật lòng, người nam sinh tên Từ Cẩm Phong này cho tôi ấn tượng ban đầu khá tốt. Nhiệt tình, hào phóng, khiêm tốn lễ phép. Ai ở đây cũng cảm thấy được cậu ta quan tâm, khiến mọi người thoải mái mà lại không xấu hổ. Tôi ngồi bên cạnh chị họ và nghe hai nữ sinh thì thầm với nhau. Lại là Cố Khinh Ngôn, lần nào cô ta cũng đến muộn nhất. Chẳng biết Cẩm Phong gọi cô ta đến làm gì. Trông lúc nào cũng giả vờ thanh cao, nhìn thấy là đã thấy mất hứng rồi. Này này, nói bé thôi. Một nữ sinh khác có khuôn mặt như em bé xuyệt một tiếng. Ai mà chẳng biết Từ Cẩm Phong thích Cố Khinh Ngôn. Bữa tiệc sinh nhật hôm nay mọi người đều là vai phụ. Người mà Từ Cẩm Phong thật sự muốn đợi chỉ có Cố Khinh Ngôn thôi. Cái con hồ ly tinh đó có gì hay chứ? Chỉ được mỗi cái xinh đẹp thôi mà. Người nữ sinh nói chuyện lúc trước bất mãn đáp lại. Trong xã hội hiện đại bây giờ, chẳng phải xinh đẹp mới là vốn liếng lớn nhất của nữ sinh sao? Nữ sinh có gương mặt như em bé nói với vẻ hâm mộ. Hơn nữa, gia đình Cố Khinh Ngôn cũng có điều kiện. Tớ nghe nói, nhà cô ấy mở công ty, so ra cũng khá môn đăng hộ đối với Từ Cẩm Phong đấy chứ. Hai cô gái này kẻ tung người hứng, tuy đã nói rất nhỏ nhưng tôi ngồi gần như vậy, nên dù không muốn nghe cũng nghe được hết. Hoặc là tôi và họ không phải cùng một nhóm nên họ không đề phòng tôi. Chị họ, Cố Khinh Ngôn là ai thế? Em thấy hình như mọi người đều không thích cô ta. Tôi quay người hỏi chị họ Út. Thật ra tôi cũng không phải là một người hay tò mò, nhưng khi nghe thấy đối phương họ Cố thì tôi lại nghĩ đến Cố U Hoàng, vì thế hơi hiếu kỳ. Chị họ thấy tôi nhắc đến Cố Khinh Ngôn thì có vẻ không được tự nhiên, nhưng chị vẫn nói thầm cho tôi biết. Chắc em cũng biết cô ta đấy. Đó là một nữ sinh rất giỏi. Em xếp hạng thứ 3 toàn thành phố khi đỗ vào trường trung học Giang Hải, còn cô ta đứng thứ nhất. Chị họ nói chuyện với tôi đúng lúc tôi đang uống nước. Tôi nghe được câu trả lời này mà phun cả ngụm nước trà trong miệng ra, khiến tất cả mọi người trong phòng đều quay ra lườm tôi. Thật xin lỗi, tôi khát nước nên uống hơi vội. Tôi xin lỗi. Không sao, không sao, có giấy ăn này. Từ Cẩm Phong mỉm cười. Em đó, kích động thế làm gì? Chị là thông minh hơn em thôi mà, có cần phải thế không? Hiển nhiên là chị họ cảm thấy tôi phản ứng hơi quá nên tức giận mắng. Tôi lau miệng rồi khen. Đứng thứ nhất toàn thành phố, cô gái này thật lợi hại,
Không chỉ có như vậy, cô ta còn đứng đầu top 10 người đẹp nhất của các trường cấp 2 đó. Nam sinh theo đuổi cô ta có thể xếp thành 10 đội bóng đá. Chị họ nói đến đây thì giọng điệu cũng hơi chua chua. Không biết là ghen ghét hay do bản năng trời sinh của phụ nữ nữa. Tôi nghe mà cũng cảm thấy thú vị. Bình thường các trường đều có bình chọn hoa hậu học đường. Những hành động nhàm chán đó phần lớn là do nam sinh làm ra. Giống như tôi lúc còn học ở trường cấp 2 Hoa Thịnh, cũng có top 10 nữ sinh đẹp nhất và 10 nam sinh đẹp nhất. Chị họ, chị sinh như vậy thì xếp hạng mấy trên bảng nữ sinh? Tôi bí mật hỏi. Không phải tôi đang nịnh chị họ, mà chị tôi thật sự rất đẹp. Trông chị đúng kiểu nữ sinh hoạt bát đáng yêu. Thứ năm, chị họ có vẻ không phục. Dường như con gái đều rất quan tâm đến vấn đề xinh đẹp này, không ai chịu phục ai. Trong lúc tôi và chị họ nói chuyện, cửa phòng lại bị đẩy ra một lần nữa. Nhất thời mọi người đều nhìn về phía đó, nhất là Từ Cẩm Phong. Ánh mắt của cậu ta tràn đầy vẻ kinh ngạc và si mê. Nụ cười trên môi lại càng tươi hơn. Thật xin lỗi, tôi đến muộn. Giọng nói lạnh lùng vang lên từ miệng một cô gái, nhưng lại khiến người nghe không hề thấy có cảm giác áy náy trong đó. Tôi thất thần nhìn cô gái vừa đẩy cửa bước vào. Không phải tôi bị thu hút bởi khuôn mặt xinh đẹp của cô ta, mà là do cô ta khiến tôi có một cảm giác quen thuộc. Nhất là đôi mắt sáng trong khiến người khác phải tự ti. Nó khiến tôi nhớ đến Cố U Hoàng, mà trùng hợp là cô ta cũng họ Cố. À, không sao, không sao, bọn tớ cũng vừa đến. Từ Cẩm Phong vội vàng đi ra khỏi chỗ ngồi, sau đó kéo chiếc ghế bên cạnh ra rồi rất phong độ nói. Khinh Ngôn, bên này này. Nữ sinh được gọi là Cố Khinh Ngôn vẫn hờ hững. Cô ta không ngồi cạnh Từ Cẩm Phong mà lựa chọn một chỗ trống đối diện tôi rồi nói. Tôi ngồi đây được rồi. Từ Cẩm Phong lộ vẻ xấu hổ nhưng nhanh chóng che giấu đi. Cậu ta nhiệt tình nói. Tớ biết cậu thích uống trà nên chuyên môn sai người mua một ít trà Long Tịnh về đây. Tuy rằng nó không phải trà Long Tịnh chính hiệu mọc bên thành giếng, nhưng cũng không kém bao nhiêu đâu. Từ Cẩm Phong nói xong bèn lấy trà từ phía sau ra, rồi ra hiệu cho nhân viên phục vụ pha cho mỗi người một chén. Cẩm Phong, cậu chơi sang thật đấy. Tớ nghe cha tớ nói là vài cọng trà Long Tịnh thực sự mọc bên thành giếng hàng năm đều dành cho các đại gia uống. Người bình thường đến kẻ nhìn cũng không được. Trà Long Tỉnh này của cậu nếu không kém nhiều thì chắc chắn cũng không phải thứ tầm thường. Một chén này chắc cũng phải mấy nghìn tệ đó. Một nam sinh đeo kính cận phối hợp nói. Vậy chúng ta hôm nay có lộc ăn rồi, tớ cũng phải nếm thử hương vị của trà Long Tỉnh xem thế nào mới được. Lại có người khác phụ họa. Những bạn học khác cũng có vẻ mong đợi, kể cả chị họ tôi và mấy nữ sinh đều nhìn Từ Cẩm Phong bằng ánh mắt sùng bái. Nữ sinh mà, nhất là các cô gái đang ở độ tuổi 16-17, những người hàng ngày xem phim thần tượng, phim Hàn, đương nhiên là rất dễ có cảm tình với những nam sinh cao to, đẹp trai lại nhiều tiền. Từ Cẩm Phong khá hài lòng với phản ứng của mọi người, cậu ta khiêm tốn nói. Gì mà lọc với trà không lọc chứ? Chỉ là một chút lá trà thôi mà. Nếu mọi người cảm thấy thích, thì lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại về, bảo thư ký của cha tớ chuẩn bị cho mỗi người nửa cân. Cậu chủ Phong là số một. Một đám bạn học nam nhao nhao kêu lên. Cố Khinh Ngôn giống như tên của cô ta vậy, rất ít nói, mà chỉ yên lặng ngồi tại chỗ của mình. Sau khi Từ Cẩm Phong biểu diễn xong, thì Cố Khinh Ngôn mới lấy từ trong túi sách hàng hiệu ra một hộp lá trà rồi nói. Tôi uống trà mà mình cầm đi. Nụ cười trên mặt Từ Cẩm Phong cứng lại. Thậm chí tôi còn thấy một chút tức giận thoáng qua trong mắt cậu ta. Nhưng Từ Cẩm Phong nhanh chóng lại trở nên tươi cười. Là do tớ sơ sót. Phục vụ, lấy trà của cô đây rồi pha riêng một ly mang tới cho cô ấy. Từ Cẩm Phong hô. Khinh Ngôn, đây là trà gì vậy? Có thể cho tớ uống thử một chén không? Có nữ sinh tò mò hỏi. Chẳng nhẽ còn tốt hơn trà Long Tỉnh của Cẩm Phong sao? À, bạn Khinh Ngôn, tớ cũng có thể nếm thử không? Nam sinh đeo kính lúc nãy tung hô Từ Cẩm Phong cũng nghi ngờ hỏi.
Cố Khinh Ngôn khẽ gật đầu. Trà này là do tôi tự làm, các bạn uống bao nhiêu cũng được. Vậy tớ cũng thử một chút. Tớ cũng muốn. Một đám bạn học thi nhau giơ tay. Từ Cẩm Phong như giật mình hiểu ra, cậu ta nói với vẻ lấy lòng. Hóa ra là trà do Khinh Ngôn tự tay làm. So sánh với nó thì đúng là trà Long Tỉnh của tớ không thể bằng. Phục vụ cũng cho tôi một chén. Vậy trà Long Tỉnh lúc trước? Nhân viên phục vụ lễ phép hỏi. Trà Long Tỉnh để ăn xong rồi uống. Chúng ta hãy uống trà do Hoa hậu học đường Cố Khinh Ngôn tự làm trước đã. Đám nam sinh ồn ào nói. Nhân viên phục vụ cười không nói gì, sau đó quay người đi pha trà. Chị họ tôi oán hận nói. Khỏe cái quái gì chứ? Chẳng phải là muốn nói cho mọi người biết cô ta còn biết làm trà sao? Dối trá. Tôi nghe mà cảm thấy buồn cười, bèn khuyên. Sở thích của mỗi người thôi mà. Có lẽ cô ấy thật sự chỉ muốn uống trà do mình tự làm. Em thì biết cái gì chứ? Từ trước đến giờ em có uống trà đâu. Chị họ véo mạnh vào tay tôi ở dưới gầm bàn rồi hỏi. Có phải thấy cô ta xinh đẹp nên em đầu hàng địch rồi đúng không? Lại nói đỡ cho cô ta. Tôi đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng lại không thể kêu lên, đành cúi đầu xin tha. Em có về phe cô ta đâu, chỉ là nghĩ đến một người bạn. Cô ấy cũng rất thích uống trà, nhưng chỉ uống trà do tự mình làm ra. Thật hả? Chị họ nhỏ bĩu môi hỏi. Tôi gật đầu thật mạnh. Người mà tôi nói tất nhiên là Cố U Hoàng. Vào mỗi buổi sáng sớm tại rừng trúc sau núi, cô ấy đều pha trà cho mình, là loại trà thanh trúc mà tự tay Cố U Hoàng làm ra. Chỉ có điều, cách Cố U Hoàng pha trà rất rườm rà. Nước nhất định phải là nước suối, than phải là than trúc. Nấu nước trước rồi dùng nước sôi đổ vào trà. Chỉ một lát là lại đổ nước sôi đi, rồi dùng nước suối đun nóng một lần nữa. Sau đó bỏ lửa than đi và gác ấm trà trong nửa phút. Cuối cùng mới đổ vào chén trà. Chương 44. Lại uống trà thanh trúc. Chị họ thấy tôi nói rất nghiêm túc thì hào phóng tha cho tôi một lần. Tôi cảm thấy rất hối hận. Nếu biết chị họ út thích véo người khác như vậy thì tôi đã ngồi cách xa ra rồi. Một lát sau, nhân viên phục vụ cầm ấm trà đã được pha đi tới, đồng thời cũng hỏi Từ Cẩm Phong xem có thể bê thức ăn lên chưa. Người cũng đến đủ rồi, mang lên đi. Từ Cẩm Phong cầm lấy ấm trà. Đầu tiên là rót cho Cố Khinh Ngôn một chén rồi cười bảo. Mọi người đều tò mò trà này có mùi vị gì đúng không? Nếm thử đi. Cả đám người lại lao vào tranh nhau, cứ như nước trong ấm không phải là trà mà là tiên đan linh dược. Chị họ tôi bưng chén nhấp một ngụm, sau đó chau mày nói. Đây đâu phải là trà, tại sao chẳng có một chút vị trà nào cả? Dường như chị họ đã gợi lên sự đồng tình của tất cả mọi người ở đây. Đến cả Từ Cẩm Phong cũng tặc lưỡi. Cậu ta muốn giải thích dùm Cố Khinh Ngôn nhưng lại không tìm ra được bất cứ lý do nào. Đây không phải trà thông thường trên thị trường, mà là trà thanh trúc. Tôi bỗng lên tiếng. Đúng thế, tôi nâng chén lên trước mặt nhưng còn chưa uống. Chỉ cần ngửi thấy mùi thơm ngát trong nước là tôi đã biết. Nhưng trà thanh trúc này vẫn kém hơn một chút so với trà mà Cố U Hoàng làm ra. Mùi thơm ít hơn một chút. Hơn nữa, màu của nước trà quá nồng. Còn về hương vị, tôi nâng chén lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ. Nó vẫn có vị đắng chát, nhưng lại thiếu vị ngọt hậu. Trà thanh trúc là cái gì? Lá trà làm từ lá trúc sao? Trần An, cậu đừng trêu bọn tớ chứ. Nam sinh đeo kính kia nghi ngờ hỏi. Chị họ nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc. Sao em lại biết đây là trà thanh trúc? Chị nhớ là chú Tư và ông nội bình thường đều uống trà dại trên núi mà. Tôi đặt chén trà xuống rồi giải thích. Em có một người bạn thích uống trà. Trùng hợp là cô ấy cũng thích trà thanh trúc, nên em đã được uống qua vài lần. Cả đám người khẽ gật gù, dường như tin những gì mà tôi nói. Cố Khinh Ngôn ngạc nhiên nhìn tôi,
Ánh mắt cô ta hơi quái lạ, nhưng vẫn thuận theo lời tôi mà nói. Cậu ta nói đúng, đây là trà thanh trúc, được làm từ loại lá trúc tươi non nhất. Nhưng tớ cảm thấy đâu có dễ uống, hương vị cứ là lạ. Có nữ sinh lè lưỡi nói thẳng. Sở thích của mỗi người thôi. Cố Khinh Ngôn muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng cho qua chuyện. Không phải, là do cách pha không đúng. Tôi giơ chén lên, nói. Trà thanh trúc rất khó để ngắt. Cách pha cũng khác với các loại trà bình thường khác. Theo lý thuyết phải dùng lửa than để nấu từ từ. Nước cũng nhất định phải là nước suối có nhiều chất khoáng. Không thể dùng nước máy. Mặt khác, không thể dùng nước sôi trực tiếp pha. Làm như vậy sẽ phá hủy vị ngọt cùng mùi thơm của nó. Thật hay giả thế? Pha cốc trà thôi mà sao rắc rối vậy? Mấy nam sinh nói với giọng không tốt lắm. Dường như họ cảm thấy rất khó chịu khi tôi nổi trội. Tôi đặt chén xuống và không nói thêm gì nữa. Tôi bỗng cảm thấy mình thật phí miệng lưỡi khi giải thích với một đám người hoàn toàn không hiểu gì về trà. Mặc dù tôi cũng không hiểu trà, nhưng cũng không muốn trà thanh trúc bị đám người này chà đạp. Chị họ ra hiệu cho tôi đừng nói chuyện. Chị muốn bảo tôi không hiểu thì đừng giả vờ hiểu. Bầu không khí trở nên hơi xấu hổ. Đúng lúc này, nhân viên phục vụ bắt đầu bê thức ăn lên. Sau đó tôi gần như không nói tiếng nào mà chỉ tập trung ăn uống. Chị họ Út uống một chút rượu vang đỏ. Khuôn mặt nhỏ bé của chị đỏ bừng. Tôi cũng không quản được nên đành phải để kệ cho chị uống. Nhưng khi nghĩ đến việc phải giải thích với bác gái ba lúc quay về là tôi lại cảm thấy đau đầu. Mọi người cứ ăn hết mình, lát nữa còn có bào ngư, mỗi người một con. Từ Cẩm Phong uống một chút rượu là cả người trở nên hưng phấn. Cậu chủ Phong là nhất. Mấy thằng đệ đi theo Từ Cẩm Phong thi nhau tâng bốc. Cố Khinh Ngôn không uống rượu mà chỉ yên lặng ăn một chút thức ăn chay. Cô ta không đụng đến bất kỳ đồ ăn mặn nào. Điều này khiến tôi nảy sinh nghi ngờ. Tại sao nhìn thấy cô ta xong là tôi lại nghĩ đến Cố U Hoàng? Thói quen ăn uống của cô ta cũng giống hệt Cố U Hoàng. Tôi ăn no xong bèn lấy điện thoại ra nhìn thời gian. Đã hơn 10 giờ đêm, có mấy cuộc gọi lỡ là do bác Tùng gọi đến. Lúc đến dự tiệc sinh nhật, tôi sợ chuông điện thoại sẽ làm phá hủy bầu không khí, nên đã để ở chế độ yên lặng, không ngờ lại bỏ lỡ cuộc gọi của bác Tùng. Nghĩ một lúc, tôi quyết định vẫn gọi lại cho bác Tùng. Tôi bảo với chị họ là mình muốn đi vệ sinh, sau đó ra cầu thang gọi điện thoại cho bác Tùng. Chuông reo rất lâu mới có kết nối. Bác Tùng gào lên ở đầu dây bên kia. Cậu làm sao mà tôi gọi mãi không thấy nhấc máy thế? Tôi nói là mình đang tham dự tiệc sinh nhật của bạn học, và tôi hỏi bác Tùng đã về đến nhà an toàn chưa? Bác Tùng trả lời đã về nhà từ chiều, nhưng phải nghiên cứu cách dùng điện thoại nên chậm trễ thời gian. Đồng thời, bác Tùng cũng nói đã đưa quà tôi gửi cho Cố U Hoàng. Tôi hỏi Tiểu U có thích không? Bác Tùng cằn nhà cằn nhằn. Thích hay không thì cậu tự đi mà hỏi. Chẳng phải cậu cũng có số điện thoại của tiểu thư sao? Tôi nghĩ lại thấy cũng đúng. Cần gì phải hỏi bác Tùng nhỉ? Bác Tùng nói đến đây thì giọng điệu trở nên nghiêm túc. Tôi tạm thời sẽ không qua đó vì phải canh giữ ở sau núi. Nhưng cậu cứ yên tâm. Mặc dù tôi không đến nhưng đã sắp xếp một người khác, cậu nhất định sẽ thích. Tôi hỏi phía sau núi chẳng phải chỉ có hai người là ông ta và Tiểu U thôi sao? Lấy đâu ra người khác đến bảo vệ tôi chứ? Bác Tùng nổi đoá, ông ta bảo tôi coi thường hồ tộc Thanh Khâu, rồi tôi cứ chờ đấy. Đến lúc đó người bảo vệ tôi sẽ xuất hiện. Bác Tùng không chờ tôi hỏi thêm vài câu thì đã dập máy. Tôi cười nhăn nhó. Tính cách của lão hồ ly này đúng là nóng nảy. Khi đi tới nhà vệ sinh rửa mặt, tôi nghĩ bây giờ chiếc điện thoại đã đến tay Cố U Hoàng. Với trí thông minh của cô ấy thì chắc đã biết cách dùng rồi. Cho nên tôi gửi một tin nhắn ngắn cho Cố U Hoàng để hỏi xem cô ấy có thích chiếc khuyên tai kia không. Tin nhắn gửi đi một lúc lâu rồi mà không thấy Cố U Hoàng nhắn lại. Tôi đoán có lẽ cô ấy đang ngủ. Thế là đành quay lại căn phòng kia. Mọi người đã ăn gần xong.
Món cuối cùng là bào ngư cũng đã được bày lên bàn lúc tôi đi vệ sinh. Chị họ Út bảo tôi nếm thử và nói mùi vị cũng khá ngon. Tôi cầm đũa gắp bào ngư cho vào miệng, nhai bẹp bẹp rồi nuốt xuống, chẳng thấy có mùi vị gì. Một trận cười to vang lên trong phòng. Chị họ nhỏ che mặt, nói: "Ai lại ăn như em chứ? Dùng dao cắt nhỏ ra, sau đó chấm tương." Mặt mũi tôi tối sầm lại. Ăn thì cũng ăn rồi, giờ mới bảo chấm tương có phải quá muộn rồi không? Một lát sau, nhân viên phục vụ lại bê trà long tỉnh đến theo yêu cầu. Lần này cả đám người lại thi nhau khen Từ Cẩm Phong. Cái gì mà trà này chỉ có ở trên trời, dưới trần gian không thể nào có được. Cả một đám nịnh hót khiến tôi thấy sắp nôn đến nơi. "Đi, chúng ta đi hát. Tớ cũng đã đặt xong phòng KTV rồi, cả bánh sinh nhật nữa," Từ Cẩm Phong đề nghị. Chị họ của tôi đã uống đến mức hơi choáng choáng, mắt chị say lờ đờ. Tôi thấy thời gian cũng không còn sớm nữa nên từ chối. "Cũng hơi muộn rồi, mọi người cứ chơi đi, tôi đưa chị họ về trước." Tất cả sự chú ý của Từ Cẩm Phong đều đặt trên người Cố Khinh Ngôn. Cậu ta đâu để ý đến chúng tôi, nhưng vẫn lịch sự nói: "Có cần tôi bảo lái xe đưa hai người về không?" "Không cần đâu, bọn tôi sẽ tự bắt xe," tôi cười đáp. Chị họ vẫn không muốn về, nhưng bị tôi kéo đi và hỏi nếu về muộn thì phải giải thích với bác gái ba thế nào. Quả nhiên vừa nhắc đến bác gái ba là trong nháy mắt, chị ấy đã trở nên thành thật. Không biết có phải do say rượu dễ nói thật hay không mà chị họ tủi thân nói: "Nếu chị đi rồi, Từ Cẩm Phong sẽ bị cái con hồ ly Cố Khinh Ngôn kia dụ dỗ mất. Cậu ấy sẽ không thích chị nữa." Tôi vội vàng che miệng chị họ lại. Đây là chỗ nào chứ? Kể cả có thích Từ Cẩm Phong thì cũng không thể trực tiếp như vậy được. Con gái mà bị người khác truyền đi chắc sẽ bị cười chết mất. "Thời gian không còn sớm nữa, tôi không đi KTV được." Không ngờ tôi và chị họ vừa ra khỏi phòng, bên trong bỗng vang lên giọng nói của Cố Khinh Ngôn. Cùng lúc đó, cô ta cũng đứng dậy đi ra ngoài. Từ Cẩm Phong vội vàng đuổi theo và hô: "Khinh Ngôn, để tôi tiễn bạn." Người cầm đầu là Cố Khinh Ngôn đã đi. Mấy bạn học còn lại làm gì còn lòng dạ nào mà đi hát nữa. Ai nấy đều theo ra ngoài.